Kính chào quý vị khán thính giả của hệ thống truyền hình VBS. Hôm nay Dương Hải rất sung sướng mà được hầu chuyện quý vị. Sung sướng ba điều. Thứ nhất là nền kinh tế của Hoa Kỳ bắt đầu mở cửa trở lại, hoạt động trở lại. Trong bắt đầu từ hôm thứ Sáu vừa rồi, đầu tiên là tiểu bang Georgia. Và rất nhiều khán giả của Dương Đại Hải ở Georgia gọi điện thoại từ Atlanta, từ Savannah, rồi tất cả những cái vùng phụ cận điện thoại cho Dương Hải biết là họ làm việc rất thành công. Vì thế cho nên bây giờ một loạt các tiểu bang khác từ hôm nay cho đến ngày 15 tháng 5 là coi như là mở hết. Chỉ còn lại vào khoảng độ 7-8 tiểu bang của đảng Dân Chủ cố ý để họ muốn hại ông Tổng thống Donald Trump. Cho nên họ mới kêu gọi là cứ tiếp tục ở nhà và vẫn tiếp tục cách ly, không được ra đường. Có tiểu bang lại còn đến 30 tháng 5 cũng không được ra đường. Đấy là một chuyện ngớ ngẩn. Chúng ta không phải là vì bênh ông Tổng thống Donald Trump, mà chúng ta bênh đời sống của Hoa Kỳ. Bởi vì quý vị biết cái chủ trương của cái thằng Tàu Cộng, nó thả cái con virus này ra là nó muốn tiêu diệt nước Mỹ. Bên cạnh tiêu diệt nước Mỹ, nó muốn tiêu diệt Thiên Chúa Giáo hay là các tôn giáo nói chung. Tại sao vậy? Chúng ta nhìn thấy rõ ràng tất cả mọi việc sẽ tê liệt hết khi con người ta không được ra ngoài đường, chỉ ở nhà ôm vợ ngủ, hô sung phong, đói. Nhưng mà nước Mỹ là một quốc gia giàu có, Tổng thống Donald Trump là một vị tổng thống lo cho dân. Vì thế mà chúng ta không có cái chuyện tan nát Hoa Kỳ. Người dân vẫn có cơm ăn áo mặc. Nhưng mà bên cạnh đó thì đời sống kinh tế hoàn toàn tê liệt. Chưa bao giờ trong vòng có 5 tuần lễ mà người thất nghiệp lên đến 26 triệu người nộp đơn xin tiền thất nghiệp. Bởi vì Tổng thống đã phải dùng đến ngân quỹ gần 3.000 tỷ đô la. Tôi đã thưa với quý vị phần trước. Giai đoạn đầu là 2.200 tỷ, có đúng không? Giai đoạn mới ký cách đây vài ngày là 484 tỷ. Chưa kể những cái giai đoạn, những cái ngân sách mà Cộng sản nó gọi là cái gói lẻ tẻ, lúc thì 8 tỷ, lúc thì 50 tỷ, vân vân. Thì tổng cộng lại có như 3.000 tỷ. Quý vị tìm cho tôi một quốc gia nào trên thế giới lo cho dân đến cái độ phải bỏ 3.000 tỷ đô la. Những người nằm ở nhà với vợ với con được 1.200 đô la một người. Những người mất việc lại được thêm tiền thất nghiệp, unemployment benefit. Các công ty thì lại được an ủi, mỗi công ty nhỏ 10.000. Cá nhân mình 1.200 nhưng mà công ty được đến 10.000. Xong rồi là còn được vay đến 2 triệu để lấy tiền trả nhân viên, để mà giữ nhân viên, để mà tuyển lại nhân viên. Xong rồi lại đến 300 tỷ đô la để giúp cho các công ty vay nợ. Xong rồi đến 70 tỷ đô la lại dành cho các bệnh viện. Quý vị thấy không? Rồi các công ty xe hơi, các công ty hàng không được hàng trăm tỷ đô la để vay với cái lãi suất thấp 2-3%, mà trả trong vòng 30 năm chứ không phải trả trong vòng 3 tháng. Quý vị tìm đâu ra trên thế gian này có một cái chính phủ như thế? Cho tôi biết, tôi cao tụng 2 tuần lễ. Trong khi đó, quý vị Tổng thống còn cho ngân sách những cái quốc gia nghèo, trong đó có cả Cộng sản, bỏ ra 50 tỷ cho các quốc gia nghèo. Cho nên các quốc gia, nhất là mấy nước Cộng sản lão cá, nhận được 4-5 triệu thì giả vờ làm ra một vài cái chỗ cho người ta bố thí. Nó lãnh được 4-5 triệu của Mỹ, nó bỏ ra vào khoảng 40-50 ngàn đô la, nó làm đóng kịch, nó cho chụp hình, nó gửi đi, nó hợp thức hóa cái số tiền. Thế thì chúng ta không cần nói những cái chuyện tiêu cực đó, vất. Chúng ta chỉ nói chuyện tích cực của Hoa Kỳ. Tôi nói quý vị tôi vui mà, là vì nền kinh tế của Mỹ bắt đầu hoạt động trở lại. Trong suốt 5 tuần lễ này tê liệt, hãng xưởng đóng cửa, chợ búa không người đi, nhà hàng đóng cửa,
các dịch vụ vẫn thì làm sao mà có đời sống kinh tế. Nhưng mà tôi thưa với quý vị nhiều lần, cộng sản thất bại, nhà thờ nhà thánh cũng không đến được, lý do là vì không thể nào tụ tập trước 10 người. Thế thì các hội thánh, các nhà thờ Công giáo, Tin lành, Hồi giáo hay là chùa chiền của Phật giáo cũng phải có người đến chứ. Không có người đến làm sao có trùng phước xương, làm sao có những chị em ta đến cúng dường, có đúng không? Bởi vậy cho nên chúng ta phải hãnh diện mà nói Donald Trump rất hay. Sau khi ông ấy thấy rằng đất nước bây giờ ổn định và cái số người chết bắt đầu giảm, mà lại cái số người mà hết bệnh quá cao. Cho đến bây giờ ngày hôm qua chúng ta coi thông cáo của Bộ Y tế cho biết đã có trên 130.000 người hết bệnh. Quá hay. Nhiều gấp đôi cái số người chết. Thế thì bây giờ tàu cộng nó mong như nước Mỹ sập. Sập không? Tôi đã thưa với quý vị rồi, cộng sản là cái thứ quỷ đỏ, nó không phải là con người. Cho nên từ lâu nay tôi nói với quý vị, theo cộng sản là chết. Quý vị tìm cho tôi một quốc gia nào trên thế giới nào mà theo cộng sản mà sống không? Tôi không cần nói xấu cộng sản. Liên Xô to lớn như thế, võ khí hơn cả Mỹ, làm quan thầy của thằng tập Mao Trạch Đông, là quan thầy của Hồ Chí Minh, là quan thầy của Hun Sen, là quan thầy của Suvarnabhumi ở bên Lào, mà cuối cùng chết dập, không tốn một viên đạn của Hoa Kỳ, chỉ vì có một ông giáo hoàng thôi, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị. Mọi người đều thấy, tôi không tuyên truyền, bảo tôi dân tuyên truyền ở Công giáo, no. Và tại sao lại nó chết vì Công giáo? Đúng, là vì quý vị biết trong Kinh Thánh, quỷ đỏ nó chỉ là, quỷ là gì? Là một loại Satan, một loại Lucifer, phản Chúa thì phải chết. Thì đấy quý vị thấy không? Những cái tay ngô dừng một quốc gia chửi Ngô Đình Diệm là gia đình chị. Trong khi những cái nước cộng sản toàn gia đình chị mà mấy tên ngô dừng có nói đến đâu. Cho nên nó đừng khoe nó là trí thức chúng ta còn đỡ. Nó khoe nó trí thức mà chú trí thức chủ mền, thuộc vào loại trí thức chủ nhà, chứ tôi không muốn dùng chủ cái khác, mất giá trị. Trí thức chùm nhà, chùi nhà, chùi cửa, chùi xe. Vậy những cái đúng nó không nói. Không có một tên trí thức nào dám công khai nói rằng cộng sản là một cái bọn gia đình trị. Quý vị thấy Đại Hàn không? Bắc Hàn. Cái thằng cộng sản đầu tiên là thằng Kim Nhật Thành. Nó chết đi. Đảng đưa cái thằng con Kim Jong Un, tôi gọi là Kim Jong Un. Cái thằng Kim Jong Un cả chớn nó chết đi. Thì nó lại đưa ra cái thằng Kim Jong Un ra cái thằng Un bây giờ đó. Un với Un toàn là heo không à. Mặt mũi trông nó nhìn những mặt heo ấy. Từ Mao Trạch Đông rồi xuống, quý vị nhìn thấy chúng nó mặt mũi giống heo. Cái nó không phải là mình nó xấu nha. Mặt heo thì mình gọi là mặt heo. Kim Jong Un quý vị thấy nghĩ như con lợn. Bởi trên đầu nó mới để vài cái loại tóc le the. Nó đâu có ra người. Thế thì Kim Nhật Thành đẻ ra Kim Jong Un, Kim Jong Un đẻ ra Kim Jong Un. Mà có một cái tên nào gọi là trí thức mà là không lên án cộng sản. Cũng như ở Việt Nam, chúng nó đưa cái Hồ Chí Minh mà ngồi với Đức Phật Thích Ca, mà có thằng nào gọi là trí thức mà dám lên tiếng không? Có phải cái thứ trí thức chùi, chùi nhà, có phải không? Cho nên chúng ta hãnh diện ở Hoa Kỳ. Hai điều. Thứ nhất là một quốc gia trong vòng tay của Thiên Chúa. In God we trust. Thứ hai, một quốc gia có Donald Trump làm Tổng thống, lo cho dân từ A tới Z. Một quốc gia có loại quỷ đỏ là dân chủ. Dân chủ là quỷ đỏ. Tại vì cái tụi dân chủ này nó muốn phá nước Mỹ. Quý vị thấy con mẹ Pelosi đòi đàn hạch, đòi chốt phế Tổng thống, sau khi nó dùng cái thằng Robert Mueller tốn 34 triệu, 40 triệu để mà tìm ra tội lỗi của ông Donald Trump. 24 tháng, 22 tháng không có được một cái tội nào hết. Mà nó phí gần 40 triệu đô la tiền thuế của dân chúng.
Sau khi nó thất bại thì nó lại cố tiếp tục đàn hạch thêm ông tổng thống, tuất phế, cuối cùng cũng không đến đâu. Mà đến bây giờ con Pelosi sáng nay nó nói là nó sẽ điều tra tổng thống nữa. Quý vị nghe có quái gở không? Là vì chúng nó giờ chúng nó biết thua. Cái thằng Joe Biden là cái thằng của đảng Dân Chủ bây giờ đang bị tội tố là ôm gái, hiếp dâm. Lúc thì nó kêu là sexual harassment, lúc thì nó kêu là sexual assault. Còn cô bé đó tên là cô Tara Reid, cô nói rằng là vào năm 93 thằng quỷ này lúc giờ nó mới làm thượng nghị sĩ thôi, nó mới dụ con này xuống hầm, nó đè con này vào hầm, rồi nó còn dụ con này đi chơi chỗ khác. Quý vị thấy không, thằng quỷ Bill Clinton thì là đem gái vào trong tòa Bạch Cung mà thổi kèn với nhau, còn thằng quỷ này đem gái vào hiếp ở quốc hội hồi nó làm thượng nghị sĩ. Donald Trump là một con người công chính, tôi hãnh diện dùng cái chữ công chính. Cho nên cái bọn cộng sản bây giờ nó sợ Donald Trump, nó vận động bằng mọi cách để tiêu diệt, mà cuối cùng nó thất bại. Bởi vì sao? In God we trust. Chúng ta sẽ thành công và chúng ta sẽ vượt qua mọi khó khăn vì chúng ta có Chúa đồng hành. Có thế thôi. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin tạm dừng vài phút, sau đó chúng ta tiếp tục phần 2. Xin cảm ơn quý vị.